Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2, trang 83, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: Tại sao tim đập nhanh và mạnh thì huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu thì huyết áp giảm? Tại sao khi cơ thể mất máu thì huyết áp giảm? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi trên như sau. Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch. Tim đập nhanh và mạnh sẽ bơm một lượng máu lớn đến động mạch, gây ra áp lực lớn lên thành mạch, vậy nên huyết áp tăng. Ngược lại, khi tim đập chậm, yếu, thì lượng máu bơm đi ít, áp lực thấp, huyết áp sẽ giảm. Khi bị mất máu, lượng máu trong mạch giảm nên áp lực tác dụng lên thành mạch giảm, kết quả huyết áp giảm. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, trang 83, sách giáo khoa sinh học lớp 11.